Đây là trận đấu thứ hai buổi chiều ngày hôm nay trên sân Tân Ninh. Ở trận đấu trước đó thì các cầu thủ trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 2-1. Bóng mở ra biên. Cầu thủ gia đình quá treo bóng vào. Không được, vẫn còn cơ hội, dứt điểm. Lại trúng ngay vào vị trí mà thủ môn đã chờ sẵn. Rất đáng tiếc, người vừa thực hiện cú ra chân vừa rồi là số 23, Tấn Tài. Tấn Tài thực hiện cú dứt điểm ở chân trái, tuy nhiên bóng trúng ngay vào vị trí thủ môn Thanh Nhã đã chờ sẵn. Và phối hợp đá phạt không treo bóng vào trong khu vực 6m50. Bóng được trả lại cho người thực hiện quả đá phạt. Bây giờ mới là quả treo bóng. Cơ hội vẫn còn. Cơ hội chân trái dứt điểm. Vào, không vào. Sang ngang là từ chối bàn thắng của các cầu thủ ra đi. Cú đá chân rất nhanh bằng chân trái. Rất đáng tiếc mà rồi bóng lại rội xa. Bây giờ thì bóng đi ra như là bóng đã về chân của thủ môn Thanh Nhã. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ ra đi. Suýt nữa tỷ số đã được mở. Và bóng nguy hiểm nhất từ đầu trận cho đến giờ. Vừa rồi rõ ràng là thủ môn Thanh Nhã đã hoàn toàn bó tay trước cú dứt điểm rất căng và cực khó của cầu thủ Gia Định. Tuy nhiên cơ hội vào. Trong khi thủ môn đang chờ thì cầu thủ của Gia Định đã kịp thời băng vào thực hiện cú trích bóng rất nhanh. Như vậy người ghi bàn trong hiệp vừa rồi là cầu thủ mang áo số 9, Anh Thống. Và thể hiện rất theo kiểu Ronaldo của Anh Thống. Cầu thủ số 9 Anh Thống vừa ghi bàn cho đội Gia Định. Tỷ số hiện tại Gia Định 1, Vĩnh Long 0. Như vậy là sau khá nhiều nỗ lực thì cuối cùng các cầu thủ Gia Định cũng đã có được bàn thắng của mình. Đây là điều mà đông đảo người hâm mộ đã có thể nhìn thấy trước khi mà các cầu thủ Gia Định đã thể hiện lối chơi tốt hơn nhiều so với các cầu thủ Vĩnh Long. Gia Định vẫn đang hết sức cố gắng để tranh chấp. Các cầu thủ ạ, Gia Định vẫn đang tìm cách gây sức ép, chuyền bóng vào, không được. Bóng vẫn trong chân cầu thủ áo vàng. Mở biên. Các cầu thủ Gia Định vẫn đang tìm cách kéo giãn đội hình của Vĩnh Long. Lại pha treo bóng vào, có lẽ là quá sâu rồi. Bóng về tay thủ môn, cơ hội, vẫn còn. Vào! Như vậy là trong tình huống thủ môn bắt bóng ói ra ngay lập tức thì cầu thủ của Gia Định đã ập vào. Cũng phải hai lần thì họ mới có thể đưa bóng vào lưới khi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Chúng tôi chưa rõ cầu thủ ghi bàn thắng là số mấy. Lỗi vừa rồi rõ ràng là thủ môn cả hai lần. Lần trước như vậy là Anh Thống đã có bàn thắng thứ hai của mình. Để nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Gia Định. Lần trước thì thủ môn Thanh Nhã chần chừ. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên thành 3-0. Đội Gia Định có sự thay đổi cầu thủ. Các cầu thủ vào sân: số 19 Thành Công, số 52 Thế Lam. Các cầu thủ vào sân: số 13 Minh Nhật, số 17 Thái Tân. Cơ hội tạt vào, đánh đâu, không vào. Phải nói là sút ra ngoài còn khó hơn sút vào trong. Tuy nhiên trong hướng vừa rồi thì cầu thủ của Vĩnh Long lại thực hiện cú đệm bóng vọt xa. Sau đường truyền phải nói là khá đẹp mắt của cầu thủ áo số 11 là Hoài Phong. Cơ hội phải nói là ăn bàn 10-10. Tuy nhiên pha dứt điểm quá kém của cầu thủ Vĩnh Long đã khiến cho Vĩnh Long trên sân này cầu thủ số 24 Thanh Nhã vẫn không thể có được bàn thắng. Cầu thủ số 1 Duy Phúc vào sân. Như vậy là thủ môn Duy Phúc vào thay cho Thanh Nhã rời sân. Pha mở biên của các cầu thủ Gia Định. Qua người rồi.
quyết định đột phá chuyền bóng vào. Không thể dứt điểm, cơ hội dứt điểm không vào. Tình huống vừa rồi thì cầu thủ của Gia Đình đã thực hiện cú dứt điểm ở góc cao của khung thành. Đáng tiếc là bóng có đi cao hơn so sánh ngang, bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên cho các cầu thủ Gia Đình. Bây giờ là quả phát bóng lên của thủ môn Duy Phúc. Thủ hậu truyền lên, được chọc khe khá hay. Quang ơi, vẫn còn truyền lên, tuyến hai băng vào, không được, pha tiếp bóng không tốt. Mặc dù vậy thì bóng vẫn đang trên các cầu thủ áo đỏ. Lại pha truyền bóng xuống. Hoài Phong. Như vậy là trước đó đã có tiếng còi cất lên. Như vậy là cầu thủ của Vĩnh Long trong thủ rồi cũng đã rơi vào thế quý vị. Và đúng lúc này trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Nguyễn Hà Loan đã đổi còi chấm dứt 90 phút thi đấu. Kết quả các cầu thủ Gia Đình đã có thêm được 3 điểm trong hành trang của mình sau khi vượt qua đội Vĩnh Long với tỷ số 3-0.